tuổi Ngọ, tuổi Thân, tuổi Mùi, tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Đừng dõi lướt qua vì đây sẽ là năm điều nói đúng nhất về sự thật cuộc đời của các bạn và trong 3 ngày tới các bạn gặp quý nhân gì, có vận may tiền tài gì. Thứ nhất, trong cung tiền tài của các bạn là một lỗ hổng rất lớn. Thời gian qua các bạn làm quần quật mà vẫn túng thiếu nợ nần, tiền không cánh mà bay. Thứ hai, cuộc đời không dám nói tới ai mà vẫn bị thị phi tiểu nhân đặt điều, làm công danh sự nghiệp tan nát mất hết danh tiếng. Thứ ba, cuộc đời của sáu con giáp này bế tắc, làm ăn không được, gia đạo luôn bất hòa, gặp nhiều chuyện xui rủi. Thứ tư, các bạn làm ra tiền lo cho bản thân thì ít, mà lo cho gia đình thì nhiều, nhưng lại không hợp với gia đình, chỉ xa nhà mới được thành công. Thứ năm, trong 3 ngày tới, tức là ngày 12, 13, 14, sẽ có nguồn tiền lớn chảy về, có quý nhân trợ mệnh, vận trình trong công việc vô cùng hanh thông suôn sẻ, kinh doanh thì đắt hàng. Những con giáp này hãy xả vận xuôi tại đây và chúc cho các bạn hanh thông thuận lợi, cầu được ước thấy.